Bước sang đoạn số 5, hàng 24. Các bạn nên cao 3 xích và chiết. Lúc này thì chúng ta chiết 2 thu về 1 và có 1 mũi ở đây thôi. Đây các bạn nhìn thấy đây. Và có 1 xích, 2 xích này, móc vào cụm hoa này. Rồi 1 xích, 2 xích, 3 xích móc vào giữa của cái nhánh dưới này. 1, 2, 3. Tiếp tục vào cụm này. 1, 2. Và có 1, 2, 3 xích này móc vào đây. Giữa này 1 mũi này. 1, 2, 3 này. Lại góc vào cụm hoa. 1, 2. 1, 2. 3. Vẫn móc vào giữa. 1, 2, 3. Móc vào cụm hoa. Một, hai. Hai mũi xích. Và từ đây các bạn cũng chừa một mũi và chiết. Thì chỗ này còn một mũi thì các bạn móc một mũi. Sau đó chiết đây. Hai về một này. Và móc một mũi vào miếp ngoài cùng. Từ hàng này chúng ta đã hết cái phần chiết. Và đếm tổng hợp lại. Có lúc mình đếm cũng bị nhầm. Hai, bốn này, sáu này, 8 này, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23. Bây giờ chúng ta mới kết thúc hàng số 23 chứ không phải là hàng số 24 như mình vừa nói. Đấy. Giờ chúng ta bước sang hàng số 24, nên cao 3 xích. Và từ đây thì chúng ta sẽ móc không, có nghĩa là chúng ta chỉ móc 3 mũi để nằm quay em. Quay lên trên mà cứ móc thẳng lên. Đấy, móc vào điểm đây 1 mũi này. Điểm ngoài cùng này là 1 mũi nhé. Như vậy là chúng ta đã kết thúc xong cái phần chiết. Đây các bạn nhìn này, cái áo người ta mặc đây, họ mặc đây này, bắt đầu từ đến đúng cái điểm này của mình đây này, mình đang ở đây, từ cái dây nhọn này để móc thẳng lên. Áo này nó không có chát tương đối khó đấy. Đây là mình vừa móc vừa lựa, thì các bạn chú ý lắng nghe và để làm theo cho nó được chuẩn. Đây cái phần áo của chúng ta ra rất là đẹp và giống rồi đây, chính nó là cái phần này. Bây giờ chúng ta chỉ có móc thẳng lên đây thôi. Sau đó 1, 2 mũi xích, 2 mũi kép này, 1, 2. Chúng ta đang ở hàng số 24. Ở đây các bạn lại móc cho mình 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tương tự giống cái số này ở dưới. Và móc vào cụm hoa đây. 2, 1, 2. Tiếp tục 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bạn nhìn thấy đây, chúng ta đang ở chỗ này, chính là mình nhìn thấy nó ở cái điểm này đây. Đấy. Từ đây các bạn lại móc 1, 2, 3, 4, 5, 6 móc sang cụm hoa bên đây. Tiếp tục 1, 2 và móc vào điểm này. 1 mũi này, 2 mũi này, điểm giữa này này. Như vậy chúng ta sẽ có 3 mũi móc kép. Các bạn móc hơi chặt tay chỗ này cho mình để mình làm cái dây đai buộc cho nó chắc, nên cao 3 xích. Lần trở lại và từ đây các bạn cứ móc cho mình thẳng lên. 1 2 này, móc vào là cụm hoa này. 1, 2, 3 móc vào đây giữa rãnh này, 1 này, mũi đơn 1, 2, 3 móc vào giữa thứ 2 và vào cụm hoa.
Chúng ta đang ở đoạn số hàng số 25. Tiếp tục 1 2 3 tương tự. 1 2 3. Tiếp tục 1 2 3. Sau đó có 1 2 xích. Chúng ta đang đi tại cái điểm này rồi. Móc vào điểm này. Một mũi móc kép. Hai mũi móc kép. Móc vào miếp ngoài cùng này này. Và một mũi móc kép tiếp. Tương tự lên cao 3 xích và lại trở lại. Cứ như vậy, lên cao thì chúng ta lấy dây buộc vào. 1 2 móc vào cụm hoa đang ở hàng số 26. Tổng chúng ta có 30 hàng. Chúng ta chỉ còn có 4 hàng nữa thôi. 1 2 3. Các bạn tiếp tục móc vào giữa cái mũi đơn ở hàng dưới. Đấy. 1 2 3 và cụm hoa. Một, hai, ba. Một, hai, ba. Móc vào hàng dưới. Một, hai, ba. Móc vào cụm hoa. Một, hai. Đây các bạn móc vào điểm này ba cái mũi của hàng dưới. Và từ hàng này trở đi, bạn nào mà cổ ngắn hoặc là muốn hở thì có thể nó móc thẳng cái quai này lên này, hai bên mũi kép lên để chúng ta buộc dây. Thế nhưng mà mình muốn giống mẫu thì các bạn móc thêm cho mình vài hàng nữa. Các bạn có móc cao nên theo mình nghĩ như vậy, bởi vì nó hở cái chỗ lưới này nhìn mới đẹp. Chúng ta kết thúc hàng số 26. Đây, tạm trải ra cho các bạn hình dung. Nhìn thấy đây. Nhìn rất là đẹp nhé. Từ đây các bạn móc móc lên và theo mình các hàng nữa. Tiếp tục 1 1 2 3. Sang hàng số 27. 1 2 sang cụm hoa. 1 2 3 4 5 6 sang cụm hoa giống như ở dưới. 1 2 1 2 3 4 5 6 6 1 2 3 4 5 6 sang bên đây. Kết thúc hàng số 27. Các bạn móc cho mình sang hàng số 28. Hàng số 28 này, 1 2 3 này. Cụm hoa này. Tiếp tục móc 1 2 3 4 5 6. Ở đây thì chúng ta không móc như ở dưới này nữa. Móc luôn sang bên đây. Đây, các bạn chú ý cái quan sát đây, chính hàng số 28 của chúng ta để nó thẳng này. Thẳng, không móc thang.
các bạn thích móc như thế này thì vẫn móc y hệt như ở dưới thôi. Một hai ba, ở đây các bạn vẫn móc vào giữa này. Một hai ba. Tiếp tục 1, 2, 3, 4, 5, 6 sang cụm hoa bên đây. Và đây các bạn móc vào cái điểm này 3 mũi của phần quay áo. Kết thúc hàng số 28, chúng ta còn 2 hàng nữa. 1, 2, 3 bước sang số 29. Sang cụm hoa. Tiếp tục 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ở khoảng giữa thì các bạn chỉ móc có 3 xích thôi. 3 xích này. Các bạn móc vào giữa. Cái của hàng dưới này. 1 2 3. Móc sang cụm hoa. Chúng ta đang ở hàng số 29. Sang hàng số cuối cùng 30 thì chúng ta móc vẫn tương tự 1, 2 này. Ủa, chỗ này là đang bị thiếu rồi. Thiếu hàng. Nên 3 xích này, hàng số 30 cuối cùng các bạn móc 1, 2 vẫn như vừa rồi. Nhưng mà đây này là cụm hoa. Phần này. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Đây, các bạn nối sang cụm hoa. Để chúng ta kết thúc. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Sang cụm hoa. Một, hai, xích. Và từ đây các bạn móc cho mình 3 mũi móc kép. Như vậy mình vừa hướng dẫn cho các bạn móc đủ 30 hàng từ phần họa tiết lên thẳng lên tổng 30 và có 6 hàng dưới là 36 hàng. Đây các bạn nhìn thấy cái yếm của chúng ta đã hình thành. Thì ở đoạn sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc khâu cái cúc ngực kiểu này, kiểu dáng áo yếm này, và móc cái phần quay áo sau và đường viền dưới. Thì chúng ta đã đi đến đoạn số 5. Đây các bạn nhìn thấy tổng họa tiết của chúng ta thành áo yếm rồi nhé. Đây, rất là giống và đẹp nữa. Thì cái phần này còn lại thì các bạn hoàn thiện nốt cho mình ở đoạn số 5 này là móc thẳng cứ lên cao 3 xích này. Móc vào đây. Móc từng bên một rồi chúng ta sẽ móc quay áo. 3 lại lên cao 3. Móc trở lại. Thì chúng ta móc quay áo. Cái kệ áo này thì các bạn cứ ướm vào cổ móc chiều dài cái dây thì bằng cái chiều dài cổ của các bạn. Thì tùy các bạn để dây dài ngắn thì do mọi người tự điều chỉnh. Cứ móc thẳng như vậy. Hết xong bên này thì các bạn cắt sợi, giấu sợi đi.
và lại chuyển sang cái nhánh bên kia, các bạn bắt sợi vào và móc thẳng lên tương tự. Cái này thì rất là dễ rồi, mình cũng giới thiệu cho các bạn một chút như thế này thôi. Thì phần còn lại các bạn hoàn thiện nốt để chúng ta bước sang đoạn số 6. Khâu cúc ngực, móc từng phần một dây đai đằng sau. Đây, ở đây mình móc cho các bạn một đoạn. Đây, các bạn thấy dây của chúng ta sẽ phi thẳng lên như thế này. Còn bên đây thì khi xong bên kia các bạn sẽ đấu sợi sang bên này, bắt sợi móc thẳng lên hướng vừa với mình, cổ của chúng các bạn là được. Như vậy là mình kết thúc đoạn 5, kết thúc phần họa tiết móc họa tiết dứa kết hợp với hình minh họa của người nước ngoài để chúng ta tạo nên được cái phần cổ áo này. Mình kết thúc đoạn 5 tại đây.